Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ và kết nối yêu thương. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn. Mời các bạn tham quan cái vườn lan của mình đây. Đây là mấy ngày nay mình lay quay, mình đầu tư thiết kế vô một cái vườn lan để mình chơi lan. Các bạn, sau một thời gian mình thí điểm mình chăm sóc một số cái giống lan rừng rồi mình thấy nó phát triển tốt ở cái vị trí này, thì thành ra mình hôm nay là mình mạnh dạn mình đầu tư vô. Đây là cái vườn lan này hoàn toàn là do mình làm không các bạn ha. Mình làm xong ở nhà chỉ có hai chồng già nhờ bà xã đó có trợ giúp thêm đó, tôi làm thành nguyên cái khung nguyên cái vườn lan. Những cái toàn bộ đây là mình chơi với cái thanh inox á các bạn, bởi vì khi mà mình lớn tuổi rồi mỗi lần làm là mỗi lần khó thôi, chịu khó mua mấy thanh inox là chảy như là mình xài là muôn đời luôn, thiên thu luôn các bạn, chủ yếu thanh inox. Đây là cái dòng lan rừng, chủ yếu là lan rừng. Bên cạnh lan rừng thì mình cũng có chơi một vài giống lan công nghiệp để cho khu vườn mình nó có nhiều màu sắc lung linh, bởi vì khi mà chơi lan rừng á thì lan rừng nó chỉ nở bông vào một cái mùa nhất định trong năm thôi, còn nếu mà các bạn mà chơi lan công nghiệp thì nó khi đến tuổi thì nó sẽ có bông, thành ra là mình xen kẽ vô một ít giống lan công nghiệp để cho cái vườn mình nó có màu sắc lung linh. Còn cái chậu lan kiếm này của thằng cháu nó yếu nè, các bạn thấy một cái chậu vật vã khổng lồ như thế này không, chứ ngày xưa là cái chậu này bạc tỷ mà giờ nó thế, là giờ nó lan nó rẻ. Đó là mình sẽ có thể mình có điều kiện để mình chơi nè các bạn. Rồi các bạn, ở đây góc bên đây mình treo chim treo cũng được cái chục lồng á, tôi treo hết tận đây nè. Còn bên đây là những cái dòng lan công nghiệp. Lan công nghiệp thì nó ít có chịu nắng, nó khó tánh. Nó lan công nghiệp thì mình chơi mình chăm sóc kỹ hơn, chứ không phải lan rừng. Lan rừng thì bỏ lan lóc nó cũng sống. Ở đây là cái chỗ này mình ươm lan này các bạn, ươm lan. Đang ươm ha, đang ươm đủ loại lan hết trơn. Khi nào lan nó phát triển mạnh rồi mình sẽ làm dây kẽm mình móc mình treo lên. Cây lan này tôi rất là cưng nè ha. Lan này nó cái dãy con rất là nhiều nè các bạn. Hoàng nhãn đây, cái này hoàng nhãn tháng 4 thôi nha, tháng 8 mắc tiền quá. Rồi đến đây mình phải nói là chia tay với các bạn rồi, vườn lan mình chỉ có thế thôi. Bước đầu nó như vậy là cảm thấy tạm ổn rồi. Bye bye các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp.